Hello, xin chào quý anh các bạn quay trở lại với kênh Kansin Machinery. Hôm nay mình xin gửi đến quý em các bạn một cái video cho một em Yamaha 4CH. Đây là trước màn hình các bạn đang thấy là một em 4CH đời không turbo tăng áp nha các bạn nha. Sau đây mình xin giới thiệu tổng quan về em động cơ này. Em này có piston là 1 tấc lẻ 5 với công suất là 70 CV và vòng tua là 2500 tua trên khúc các bạn nha. Hộp số đồng bộ là em này là hộp số IP40 với tỷ số truyền là 2.95. Máy cực kỳ khỏe và phải nói là cực kỳ chuẩn luôn. Đó là tiêu chuẩn của hàng xuất nên các bạn yên tâm, rất là yên tâm nha khi sử dụng cái dòng máy này. Vậy đây, sau đây các bạn sẽ xem body của em này nha. Động cơ 4 máy tích tốc 1 tấc lẻ 5 thì xin vui lòng hãy đến với em Yamaha 4CH nha. Cực kỳ chuẩn luôn, rất là xịn sò, giá tình yêu hấp dẫn cho anh em luôn. Cảm ơn quý anh em các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Các bạn cần tìm một động cơ phù hợp với cái nhu cầu của các bạn, xin vui lòng nhấc máy lên và alo qua số hotline 0903 070 753 để sở hữu những em máy phù hợp nhất cho quý anh em các bạn nha. Vừa chọn máy phù hợp, vừa phù hợp với túi tiền và được hỗ trợ những cái chế độ cần thiết hợp lý nhất gửi đến quý anh các bạn từ công ty KC. Và sau đây các bạn nghe tiếng nói máy nổ của em này nha. Cảm ơn quý anh em các bạn rất là nhiều và anh em có nhu cầu cứ liên hệ qua số hotline giúp mình nha, 0903
070753 để sở hữu và những cái máy phù hợp cho anh em các bạn.